Và bây giờ là hướng dẫn sử dụng cân điện tử Tanita KD192 anh chị ha. Đầu tiên chúng ta đặt cái cân lên mặt bàn ổn định, rồi sau đó chúng ta bấm on off để khởi động cân. Trong thời gian khởi động cân thì mình đừng có chạm tới cân ha. Trong điều kiện ban đầu, ví dụ như hiện tại đi, đang có quạt gió thổi vào cân và cân nó chưa trở về zero thì mình bấm phím tare để cân nó trở về zero như thế này. Rồi sau đó chúng ta đặt hàng hóa lên chúng ta cân thôi. Ví dụ đây là cụ mang keo này là 196g. Rồi, nếu như mà anh chị đang cân yến, cân cần độ chính xác cao hơn là 0.1g hoặc là cân những cái vật liệu nhẹ thì anh chị cần tới cái độ chính xác 0.1g thì mình bấm chế độ micro mode ở đây, bấm một phát thì cân nó sẽ là 0.0 và đây có chữ M. Có nghĩa là cân này nhạy ở cái độ chính xác 0.1g anh chị ha. Sau đó ví dụ như mình cân cái cục đá quý này, mình đặt con cân. Là cân nó hiển thị là 211.5g, nó có số lẻ phía sau anh chị ha. Rồi, như vậy đó. Nếu như hoàn cảnh nào anh chị cần cái độ chính xác nó cao hơn thì mình bấm chế độ micro mode này. Và nếu không cần thì mình chỉ bấm một cái thì trở lại thông thường. Rồi, cân này sử dụng hai pin tiểu cho nên là nếu không sử dụng trong thời gian lâu dài thì anh chị nhớ tháo pin ra để cân nó bền hơn. Rồi, cái cân này được rất nhiều anh chị sử dụng để cân nông sản, cân nhà bếp. Thì mình dùng cái tô này để cân những cái vật như là bột hay là hạt tiêu á. Rồi, mình đặt cái tô lên, mình bấm tare để trừ bì. Sau đó mình đổ tiêu mẫu vào, mình đổ bột vào, mình đổ đường vào như thế này. Thì lúc đó mình ghi nhận là nó cái trọng lượng hiển thị trên cái màn hình này nè là chỉ là trọng lượng của tiêu thôi chứ nó không hiển thị trọng lượng của cái tô. Và tính năng này gọi là tính năng trừ bì anh chị ha, rất hữu ích trong sử dụng thực tế. Rồi nếu anh chị cần thêm sự hỗ trợ nào về cân điện tử Tanita KD192 này thì anh chị hãy liên nhạc nhanh đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909899833 anh chị ha. Cân tự gia phát, cảm ơn anh chị nhiều ạ.